Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Khánh Nhân TV. Và chúc các bạn có một ngày sức khỏe tràn đầy niềm vui. Và hôm nay thì Khánh Nhân TV sẽ chia sẻ cho các bạn một cái video nó liên quan đến cái việc mà diệt bỏ trĩ các bạn nhé. Ok. Có một số bạn comment cũng như là nhắn tin nói là nó bị bỏ trĩ. Thì hiện tại đó là cái đầu mùa mưa các bạn. Thì cái thời tiết nó rất là thuận lợi cho cái việc mà cái bỏ trĩ, tức là con rẹp đấy, con rẹp nó phát triển các bạn nhé. Và hôm nay thì mình sẽ lưu ý cho các bạn này. Các bạn sẽ phải vạch những cái cây dâu ra các bạn nhé. Đây này. Các bạn vạch cái dâu ra thì các bạn sẽ thấy được là những cái con kiến nó bò này. Và các bạn sẽ nhìn những cái lá non. Thì cái đặc biệt là của cái con rẹp đó, con bỏ trĩ đó là nó chỉ ăn cái lá non các bạn nhá. Nó tập trung nó ăn cái lá non. Cái lá non mà cái lá nõn thôi. Cái cây mà lá vừa ra nó nhiều nhựa thôi. Cho nên là các bạn chỉ cần dùng thuốc của một cái chai thường trực ở trong cái chai của các bạn nhá. Các bạn để mát nhá. Là khi mà nó cái một cây nó có thì các bạn đi kiểm tra các cái cây. Mình khuyến cáo các bạn là cây nào nó bị thì các bạn diệt cục bộ trong từng cái cây một các bạn nhá. Các bạn xịt vào phần lá non thôi chứ còn bạn không cần phải xịt hết cái lá già. Bởi vì bản chất của cái cây bộ, cái con bỏ trĩ là nó không có ăn hút được gì những cái lá già ra, cho nên các bạn đừng có tham mà các bạn phun hết cả một cái đám dâu to là dâu của mình nó bị ra, các bạn nó bị thì, các bạn phun vào thì nó bị cả đám thì nó nhiễm, tức là thuốc sâu cả đám thì nó sẽ ảnh hưởng. Cho nên cái cây nào nó bị ảnh hưởng thì các bạn chỉ cần xịt cục bộ thôi nhá. Các bạn nhớ lưu ý nhá. Các bạn nhớ là chỉ ra cái mầm non, lá non. Chứ nó không có ăn được cái lá già. Đấy, chứ các bạn đừng có sợ các bạn xịt hết hoặc là bạn xịt cả đám là không hiệu quả đâu. Nên là các bạn lưu ý nhá. Đấy, cái cách diệt bỏ trĩ và rệp là như vậy. Các bạn lưu ý các bạn vạch từng cây một ra. Có kiến mà có bò đó. Mà cái lá non nó sẽ bị các bạn nhá. Đấy, mình tiện là mình quay mình cho các bạn xem luôn. Đấy, một số cây đấy, ví dụ như cây đây này. Đây các bạn này, đây này. Trong cái phần mà lá non với những cái lá nón ở trong đây là nó có cái con kiến nó bò. Nó chỉ một vài con thôi, các bạn tranh thủ các bạn diệt sớm đi nhá. Chứ khi mà để nó nhiều là nó thứ nhất là nó nhiều thì diệt nó khó chết. Và thứ hai nữa là nó nhiều quá thì cái phạm vi nó rộng là nó cũng khó diệt. Cho nên là chúng ta phòng ngừa và phòng trị sớm. Vậy thôi chứ cũng không có gì là gây gớm cả. Thì cái thuốc á thì hôm trước thì mình cũng đã có chia sẻ, nhưng mà thôi thì mỗi lần mà như vậy thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn như này. Các bạn nhà mình ra đây cho các bạn xem này. Cái tên thuốc này. Nó là cái gì đó? Atara cái gì đó. Mình hay dùng cái loại này các bạn này. Các bạn dùng một cái này thì các bạn bỏ trong một cái chai 1 lít ấy. Mình cứ pha đặc một xíu. Cũng không sao, tức là các bạn cứ để đấy rồi các bạn xịt một phát thôi. Xịt một phát vô trong cái chỗ mà cục bộ vào trong cái chỗ lá nón á. Các bạn đừng xịt, nhớ là đừng có xịt hết vào lá nha. Bừa lãng phí mà nó lại nhiễm hết vào trong cái dâu là nó ra hoa ra trái. Thì các bạn xịt vào đây. Thì cái nếu như mà nó xịt vào trong cái phần này lan nõn với lại cái hoa mà nó đang cái mà nó hoa mà đang như thế này này, thì sau này các bạn vẫn có thể ăn quả được, bởi vì cái thời gian đủ cách ly đủ lâu để các bạn vẫn thể sử dụng quả được nhá. Chứ nhớ là đừng có phun xịt hết cả, là nó không hiệu quả, là một hai là nó không có chết. Các bạn cứ nhìn cái cây đây, cây này của mình đang bị, tí nữa mình sẽ lấy cái ấy mình xịt vô đây này. Đây các bạn này. Này các bạn chỉ cần xịt này này, thấy chưa? Xịt cục bộ vào nhá các bạn nhá. Đấy. Cái phần lá non thôi, và lá non với lại cái phần lá nón thôi. Là trong cái gốc là tức khắc là kiến nó chết rồi, là cái con bọ, cái con dẹp nó cũng chết theo các bạn nhá. Đấy. Chỉ đừng có phun hết thế này các bạn nhá. Các bạn lưu ý như vậy nhá, và chú mình nhá. Không bao giờ là được lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật. Các bạn nên nhớ giúp mình xịt cục bộ thôi nhá. Đây này. Các bạn luôn trồng dâu thì luôn có một cái bình này các bạn nhá. Các bạn pha sẵn để cho mát. Có một phát là các bạn phát hiện thấy là các bạn xịt luôn cục bộ cho mình cái lá nõn cho mình tí thôi. Nó đủ để cho nó rệp nó chết đi, và con kiến nó cũng không còn có cái các tác dụng là nó công đẹp nữa, là hết các bạn nhá. Đó. Thì
Còn cái gì nữa nhỉ? Các bạn còn lăn tăn gì nữa không nhỉ? Mình thì mình cứ vừa quay vừa nói chuyện với các bạn những cái gì mà cụ thể thôi, chứ không có dài dòng các bạn nhá. À không phải là không phải là kiểu nội dung mà nó kiểu nó chuyên nghiệp, cho nên là các bạn mà xem với mình thì các bạn cũng chỉ có kiên trì xíu, vì có thể là những cái lúc cái mà mình các bạn nghe, hoặc có thể những cái mà các bạn thấy mình làm á, thì các bạn có thể dừng video được, các bạn để ý xem là mình làm như thế nào. Cái dâu như thế này là các bạn thấy không, là nó quá rậm lá này. Rậm lá thì các bạn nhớ tỉa nhá, tỉa lá đi, để cho ánh sáng nó vào là một phần là nó cũng tránh được cái rệp này, và cái quả với cái hoa nó quang hợp được nhiều thì nó cũng là rất tốt cho dâu các bạn nhá. Chứ để dày quá là không có tốt. Nhớ các bạn nhá, cái này là nó là 250, không phải, cái này là 1 gram, và trừ các loại côn trùng hút trích trên lúa rau ăn quả nào, các bạn nhớ chưa? Đấy, rầy, còn rầy đấy, rầy nâu đó. Nói chung là nó thuốc bảo vệ thì là thực vật thì là nó độc luôn các bạn nhá, mình hết sức lưu ý đấy. Tất nhiên các bạn không cứu thì dâu nó sẽ bị hỏng, buộc chúng ta phải dùng thôi, nhưng mà có phải các bạn hết sức lưu ý hạn chế tối đa cái liều lượng phun, và đặc biệt là cái không phun đại trà cắp cả đám mà chỉ có phun cục bộ thôi các bạn nhá. Cây nào bị, cái nón nào bị là các bạn cứ phun vào đó cho mình nhá. Vậy thì các bạn sẽ hỏi rằng là nếu như mà cây nó không bị á thì có phun không, thì mình khuyên các bạn là nó không bị thì thôi kệ nó các bạn nhá. Đây này. Đấy, nó không bị sao thì kệ nó thôi. Nói chung là mình cũng chơi kiểu là mộc mà, nói chung là cây nào nó dính dáng mà nó bị là chúng ta phun, còn không thì các bạn cứ để đấy, nó chọn lọc tự nhiên đi, cũng không ấy, là phun nhiều thì nó ảnh hưởng đến cây, rồi ảnh hưởng đến sức khỏe, cho nên là khi mà chúng ta ăn trái đây các bạn nhá, những cây lá nón là các bạn phải lưu ý này, có lá nón, lá non là kiểu gì là cũng dễ bị dính đấy, nhưng mà các bạn hết sức lưu ý, không bao giờ là được phun vào hết, bởi vì cái lá già là nó không bao giờ nó bị đâu, nó chỉ bị lá nón thôi nhá. Đấy, chứ các bạn đừng có nói là mình cứ nhắc đi nhắc lại, nói qua nói lại, nói dung nói dài, không phải đâu, mình nhắc đi nhắc lại cho các bạn nhớ đó. Các bạn có thể thấy được là cái việc mình làm như vậy là nó có hiệu quả thì mình chia sẻ thôi. Đấy, thì một lần nữa thì xin cảm ơn các bạn đã xem video đến đây, và nếu các bạn còn thắc mắc hoặc là những cái gì mà chưa hiểu thì các bạn cứ tiếp tục comment, và mình cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ kênh của Khánh TV. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo. Bye bye.